Trẫm hứa với công công sẽ bỏ qua tội chống lệnh của họ. Chơi vụ án Nhân Lan xong rồi, lòng dân được yên trở lại, trẫm đương nhiên sẽ phục hồi chức cũ của họ, đồng thời sẽ tấn phong cho họ vì công lao diệt giặc. Vậy công công dễ chưa? Hoàng thượng anh mình thật là phước của bá tánh. Nhưng mà hạ thần thay lò cho nhân tuyển lên kế gì? Đại đô đốc là người không đủ khả năng. Cao thang, hạ thần có mặt. Bây giờ trẫm tạm thời giao cho người nối chức ngũ quân đại đô đốc. Người phải làm sao cho coi được, đừng làm cho Lưu công công thất vọng. Tạ ơn hoàng thượng, thần hứa sẽ tận tụy đến chết mới thôi. Lưu công công, công công yên tâm rồi chứ? Bái triều. Bái điều. Giảng giảng thôi. Tiền bối, hôm nay thấy tiền bối tinh thần hơn mọi lần đó. Thấy vậy à? Bộ xương già này chỉ còn uống vài thang thuốc là tự nhiên sẽ khỏe lại thôi. Uống hết chén này đi. Được. Tiền bối ngồi xuống đi. Cô thật là tốt. Làm phiền cô săn sóc cho tôi như vậy, tôi cũng thấy hơi ngại đó. Tôi là hậu sinh, họ tiền bối như vậy đâu có gì. Cô tốt thôi. Không, đúng rồi. Không biết Lục Đan còn giận tôi hay không, chịu đi ăn cắp tội chứng của Lưu Cẩn cho anh hay không? Anh không giận đâu, nhưng mà anh lúc nào cũng muốn trả thù. Bây giờ anh cùng tiểu tử đi ra ngoài sưu tầm tội chứng của Lưu Cẩn. Tiếc rằng vết thương của tôi chưa khỏi hẳn nên không dám ra ngoài, nếu không thì chắc tôi sẽ giúp được anh phần nào. Tiền bối không sợ ông lão tiền bối tới kiếm tiền bối hay sao? Ông cũng dữ lắm, có ai mà không sợ ông chưa? Nhưng mà trung lão tiền bối không phải là người không biết lý lẽ phải trái. Để tôi đi Trung Sơn Dương Phủ kêu ông giải thích dùm cho tiền bối nha. Nếu vậy thì tốt, vậy thì cảm ơn cô nương nha. Sư tỏ, Molly Day. Ê, Châu Lan à, đừng có phải gấp như vậy, coi chừng bị dấp té đó. Tại sao đúng lúc như vậy hả? Ông lại tìm tới đây. Tôi vào trong trước. Ê, tiền bối. Ê, cô đừng có nói tôi ở đây nha. Chị An và sư tỏ tới đây thăm chị. Em Lan ngon. Phó cô nương. Chú lão tiền bối mời ngồi. Cảm ơn. Đây, cháu Lan ấy ngày nào cũng đợi tới đây kiếm cô. Gần đây cha của nó bận việc, nên tôi dẫn nó tới đây chơi thôi. Tiền bối đừng khách sáo. Thật ra không ai chơi với em hả? Có, cô của em ngày nào cũng tới kiếm em, nhưng mà em thấy cổ đã sợ rồi. Nè, em ở đây chờ một chút. Chờ chị nói xong chuyện với sư tổ rồi mới ra chơi với em đó nha. Dạ, ngoan. Đúng lúc thiệt. Hôm nay tôi định đi thăm tiền bối, không ngờ tiền bối và em Lan lại tới đây trước. Cô muốn đi kiếm cháu Lan trời phải không hả? Một mặt là vậy, một mặt khác tôi có chút chuyện xin tiền bối chỉ dạy. Có chuyện gì còn cứ nói ra đi. Nếu có một người không phải cố ý làm biết lòng tiền bối, có khi nào tiền bối không tha lỗi cho người đó không? Ý của cô muốn nói là... Tiền bối trả lời tôi trước đi. Nếu người này không phải cố ý, vậy đương nhiên tôi sẽ tha lỗi cho họ. Không chừng mà tôi xin lỗi họ nữa đó. Xin tỏ trong phòng có trò. Ai ở trong phòng hả? Mau ra đi. Cũng là lão dâm trần này nữa hả? Trung Quỳnh làm ơn đừng có kêu tôi là lão dâm tợt. Anh nhìn kỹ tôi coi, tôi và anh là mấy chục tuổi rồi, tại sao nói tôi ăn hiếp con gái của anh hả? Anh cũng nói nữa hả? Tiền bối à, tiền bối thật sự đi hiểu lầm ông rồi. Phó cô nương à, tôi không có hiểu lầm đâu, cô đứng qua bên đi. Trung Quỳnh à, xin nghe tôi giải thích đi, chuyện này thật sự là hiểu lầm đó thôi. Thật sự là hiểu lầm nhau thôi, anh ngồi xuống nghe tôi giải thích đi. Rồi anh hiểu mà ngồi đi.
mời ngồi. Trung Quỳnh, anh hãy nghe tôi giải thích đi. Nếu anh không vừa ý rồi thì đánh tôi cũng chưa bụng mặt. Cũng được, ta nghe ngươi làm sao giải thích hả? Ngươi trốn ở đâu cũng không được đâu. Ê, tôi đâu có dám đón. Tình hình lúc đó là vậy. Tôi đang theo dõi một người đàn bà có liên quan tới chuyện này. Người đàn bà đó là ai? Xin lỗi nha. Tại vì là chuyện tôi của tôi, tôi không thể nói cho anh nghe. Tóm lại là không bao giờ tôi có ý xấu đâu. Lúc đó là vậy. Tôi đang theo dõi người đàn bà kia. Không ngờ Thiên Kim của anh lại xuất hiện. Cho nên tôi mới hiểu lầm Thiên Kim của anh là người đàn bà kia. Cho nên người mới có ý niệm ẩn hiếp nó phải không? Không, tuyệt đối không có. Tôi chỉ theo coi thôi. Ai ngờ đi tới nửa đường mà cô đã xuất hiện. Nếu anh không tin, anh về hỏi lại Thiên Kim của anh đi. Đúng rồi, Trung Lão tiền bối. Tuy rằng tiền bối lớn tuổi như vậy tấn còn phá lắm, nhưng mà ông không phải là người xấu đâu. Tiền đó, tôi không phải là người xấu đâu. Không lẽ tiền bối không tin tôi? Trung Quỳnh à, nếu anh nghe lời nói của phó cô nương này, vậy anh làm ơn từ nay thấy mặt tôi, đừng có kêu tôi lại dầm đặt nữa, và đừng có trách tôi nữa. Nhưng mà tôi thấy võ công của ông cũng không phải là võ công của phái chánh. Đối với thần thế của ông, tôi vẫn còn nghi ngờ. Tôi biết, anh đương nhiên là nghi ngờ tôi rồi. Cho nên là tôi mới thừa cơ hội hôm nay giải thích chuyện này cho anh nghe rõ. Được. Là chuyện này phó cô nương. Nè cô nương Lan à, chúng ta ra ngoài chơi. Dạ. Chúng ta đi chơi đi chị. Được. Chị à, chừng nào chị có thời gian tới Trung Sơn Dương Phủ chơi với em đi. Lan à, chị là thường dân, không được tùy đi vào Trung Sơn Dương Phủ đâu. Nếu mà cho em biết được, ông sẽ giận đó. Bộ dân thường thì không được đi vào Trung Sơn Dương Phủ sao hả chị? Chị vào đi, không sợ đâu. Trung đại ca, chuyện này nhờ anh giúp đỡ nha. Vì võ lâm thiên hạ, tôi sẽ cố gắng hết sức của tôi. Xin cảm ơn anh nha. Nè đừng có sao. Cháu Lan à, ở trời gần tối rồi, chúng ta về đi con. Cháu không đi về, cháu lại chơi với chị Phương một lát nữa. Vậy à? Đúng rồi, cháu Lan thích ở đây chơi cho thêm vui một lát đi. Trung Quỳnh à, người trong giang hồ nói anh chơi cờ tướng hay lắm đó. Tôi muốn Quỳnh chỉ dạy cho tôi. Lần trước à, anh đã cho rắn độc cắn tôi. Xin lỗi chị. Tôi còn chưa trả thù. Được rồi, bây giờ tôi phải trả thù cho anh mới được. Đi cờ tướng mà trả thù hả? Được rồi, chơi đi chơi đi. Trung Quỳnh mời. Nè. Cửa thiên tế. Hả? Tiểu Đức Lợi. Có. Người tới đây gấp như vậy, bộ có tin tức gì gấp hả? Bấm cửa thiên tế, nô tài Tiểu Đức Lập tới đây có chuyện mừng cho cửa thiên tế. Đúng rồi, hồi nãy nô tài nghe được hoàng thượng thương nghị với chư vị đại thần chuẩn bị thăng chức tăng cấp cho Đông Tây Nhị Sấm và thập ngũ bộ thuộc của thiên tế đó. Vậy sao? Thiệt đó. Nếu biết như vậy tại sao lúc trước lại làm? Theo như vậy ông cũng biết khôn lắm đó hả? Tiểu Đức Lộc. Dạ. Hoàng thượng định thăng chức bộ thuộc của ta làm chức gì hả? Hoàng thượng định thăng chức hoàng phó nghĩa đại nhân vào trong đại nội, thăng chức làm đao chỉ huy cẩm y thị vệ, tự thành và hoàng kiệt khai vị thăng chức làm tham quân, thái hưng và hoàng giang hào sẽ thăng chức làm hộ bộ giám sát lội. Còn nữa đâu? Vậy đại đô đốc vô ai kế tiếp hả? Nghe nói do thủ hạ của hoàng thủ nhân kế nhiệm. Cái gì? Thiệt là bất bình. Cứu thương bé, nô tài xin cáo lùi. Cáo lùi. Trên danh nghĩa là thăng chức chúng ta thiệt, nhưng chức vị có binh quyền đã lọt vào tay của hoàng thủ nhân. Hoàng thượng tính chuyện lần này thật là như ý đó.
không cần phải nói nữa. Theo như vậy, ý này chắc là của cái thằng già già đó vừa chứ gì. Đủ thương tệ. Thằng cha già Hoàng Thủ Nhân thường chống chọi với chúng ta. Chúng ta phải tìm cách nào đổ đi cái gai trong mắt này mới được. Nếu không thì sau này chúng ta sẽ có nhiều rắc rối đó. Bây giờ chưa phải là thời cơ. Nếu bây giờ chúng ta giết chết Hoàng Thủ Nhân sẽ làm tránh đức và lăng dương thái tức. Nếu thật sự làm như vậy thì sẽ bất lợi đối với chúng ta. Không lẽ như thua họ sao? Đương nhiên là không phải. Chánh đức cho nên tiêu diệt hết cánh dự. Bây giờ ta sẽ lấy cách của họ để đối chọi lại họ mới được. Ý của cửu thương tuế là ta phải giết chết cao thần vì cái đức chủ đến nó nhất. Phải làm cho nó biết. Ngô Tiểu Khanh nguyên quá là Cam Thúc, 16 năm trước dọn lên Bắc Kinh, sinh tháng 5 năm Kỷ Dị, năm đó 7 tuổi, cha là thợ rèn, mẹ đã chết sớm. Đổ chừng giờ Thân và giờ Ngọ, ngày 14 tháng 8 năm nay đã mất tích tại bên cầu của thành Bắc. Bây giờ chưa biết ở đâu. Trần Xuân Trung nguyên quán Sơn Tây. Đúng rồi, đúng rồi. À đúng rồi đại nhân ạ. Hồi nãy tôi đọc ra 20 mấy đứa nhỏ đã bị mất tích. Không có điểm nào đáng nghi ngờ hết. Thật ra họ cứ mưu đồ gì, là trả thù hay là muốn tống tiền? Không thể nào đâu.